Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Hữu Nguyễn Kiệm, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, thưa quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi rất vinh dự để mở màn cho cái session nhí hô hấp ngày hôm nay. Thì mặc dù là cuối cái buổi nhưng mà quý vị đồng nghiệp còn ở lại nán lại để theo dõi thì rất là vui. Thì cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi trình bày trong cái buổi này đó là viêm tiểu phế quản và hen ở trẻ em. Thì thật ra khi chúng ta làm công tác lâm sàng hàng ngày ấy, thì khi chúng ta đi bệnh phòng ấy, thì một cái câu hỏi đặt ra của các bạn sinh viên đó là làm thế nào phân biệt được giữa hen và viêm tiểu phế quản, nhất là khi bệnh nhân đang ở trong cái cơn cấp. Thì thật ra cái chủ đề ngày hôm nay nó không có đề cập tới chuyện đó. Đó là chủ đề ngày hôm nay chỉ đề cập tới cái chuyện ta viêm tiểu phế quản lúc đầu và sau đó hen nó sẽ xuất hiện như thế nào. Thì nội dung của cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay có những cái phần như thế này, bao gồm là tổng quan, rồi liên quan giữa viêm tiểu phế quản và hen, rồi điều trị hen sau viêm tiểu phế quản như thế nào, dự phòng viêm tiểu phế quản và kết luận. Thì như chúng ta đã biết, hen là một trong những bệnh lý hô hấp màn tính không lây phổ biến và có tỷ lệ lưu hành ngày càng tăng trên thế giới. Và đây là cái bệnh mà có chi phí chăm sóc cấp cứu cũng như nhập viện cao, tác động tiêu cực đến chất lượng sống ở cả trẻ em lẫn người lớn. Thì người ta nhận thấy rằng hen có nguyên nhân rất là phức tạp, từ cái sự tương tác của yếu tố môi trường đến cả cái yếu tố di truyền. Bên cạnh đó thì cái bệnh viêm tiểu phế quản thì là một cái bệnh nhiễm khuẩn hô hấp dưới thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi với biểu hiện là khó thở, thở khò khè và ran nổ cũng như ran ẩm. Và nguyên nhân được ghi nhận là do virus, mà trong đó 70% là virus hợp bào hô hấp, rồi sau đó là tới rhinovirus và những cái loại virus hô hấp khác. Và ở các cái nước thì viêm tiểu phế quản là một cái vấn đề lớn trên toàn thế giới, với tỷ lệ hiện mắc được thống kê theo một số nghiên cứu là từ 20-30% trong năm đầu tiên và từ 10-20% trong năm thứ hai. Và từ trước đến nay đã có các cái nghiên cứu về cái mối liên quan giữa viêm tiểu phế quản và khò khè hoặc là hen về sau, nhưng mà vẫn còn có nhiều tranh cãi. Vậy thì hen nó liên quan như thế nào tới viêm tiểu phế quản? Thì ở đây là một cái bài báo cáo cho thấy thống kê, chúng ta thấy trên cái biểu đồ đấy là đối với trẻ dưới 2 tuổi thì cái tác nhân virus hợp bào hô hấp nó xuất hiện rất là sớm với tỷ lệ rất là cao, sau đó nó giảm dần. Và khi mà cái virus hợp bào hô hấp tỷ lệ nó giảm dần thì cái tác nhân thứ hai đó là rhinovirus nó càng trồi lên. Và đây là hai cái tác nhân chính chủ yếu gây viêm tiểu phế quản và sau này nó có thể đưa đến là hen ở trẻ em. Cái vai trò của virus trước đó nó gây viêm tiểu phế quản rồi sau này nó gây hen á, nó lớn đến độ mà trên một cái bài trên tạp chí Nature, người ta nói rằng tức là virus nó có cánh tay rất là dài. Nhiễm virus ở trong thời kỳ nhũ nhi sau này nó có thể đưa đến hậu quả, trong đó có hen. Và cái quá trình hình thành hen thì như chúng ta đã biết, nó được chia làm là cả cái giai đoạn, ví dụ như là giai đoạn trong tử cung, giai đoạn nhũ nhi, trẻ nhỏ và trẻ lớn. Thì ở tất cả các giai đoạn này chúng ta đều thấy rằng cái vai trò của yếu tố di truyền nó rất là quan trọng. Nó chiếm từ cái giai đoạn trong tử cung cho tới là giai đoạn về sau. Bên cạnh đó thì ở mỗi cái thời kỳ chúng ta thấy, ví dụ như là trong tử cung á, thì yếu tố mà vi sinh đường ruột á, nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Rồi cái hệ vi sinh đường ruột á, nó cũng đóng vai trò hình thành hen trong giai đoạn nhũ nhi cũng như là giai đoạn ở trẻ nhỏ. Rồi từ cái giai đoạn nhũ nhi cho tới về sau thì cái hệ vi sinh của phổi á, nó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong đó chúng ta thấy ở đây cái vai trò của nhiễm virus hô hấp trên đó, nó đóng vai trò trong quá trình hình thành hen ở cái trẻ tuổi nhũ nhi. Và
trong khi đã hình thành hen rồi thì cái yếu tố nào có thể đưa đến là hen hoặc là cơn hen cấp? Thì chúng ta thấy ở đây qua cả cái giai đoạn khác nhau thì chúng ta thấy cái yếu tố di truyền nó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh yếu tố di truyền thì cái tiếp xúc với khói thuốc lá nó là yếu tố thứ hai và có thể đưa đến là hen hoặc là xuất hiện cơn hen cấp. Và cái yếu tố thứ ba nó xuyên suốt từ trong bụng mẹ cho tới về sau, đó là béo phì. Thì đây là cái yếu tố thứ ba nó tác động làm xuất hiện là hen hoặc là cơn hen cấp. Và đối với cái việc hình thành hen hoặc là cơn hen cấp thì từ cái mà yếu tố dị nguyên nó đóng vai trò quan trọng sau này, thì một trong những cái yếu tố quan trọng đó là nhiễm virus hô hấp, trong đó virus hợp bào hô hấp, virus rhinovirus và cả cái loại virus khác đóng vai trò hết sức quan trọng. Ở đây cũng là một cái mà tổng hợp lại các cái yếu tố làm tăng nguy cơ hen ở trẻ bị viêm tiểu phế quản. Đi từ là chúng ta thấy ở đây đi từ là các cái nhiễm virus hô hấp hoặc là cái vai trò của yếu tố bệnh nặng như thế nào, chúng ta điều trị như thế nào ảnh hưởng tới là làm tăng nguy cơ hen, yếu tố môi trường, chế độ ăn, các cái hệ vi sinh cũng như di truyền và cả cái bệnh có trước. Thế thì tại làm sao mà hen nó xuất hiện sau khi nó bị viêm tiểu phế quản, đặc biệt là viêm tiểu phế quản do virus hợp bào hô hấp? Thì ở đây chúng ta thấy một cái nghiên cứu người ta chỉ ra cho mình cái khả năng nó xuất hiện. Và ở đây người ta đề cập tới cái giả thuyết, đó là giả thuyết hai tác động. Hai tác động là sao? Đó là một cái trẻ nhũ nhi, nếu nó có cái bản chất, nó có trong người đứa trẻ, nó có cái gen là chemokin đa hình đó, thì khi mà đã có cái gen này, nếu mà đứa trẻ đó nó bị nhiễm virus hợp bào hô hấp ở mức độ nặng, tức là bị viêm tiểu phế quản nặng, thì cái nguy cơ nó hình thành hen rất là cao. Ngược lại, những cái trẻ nhũ nhi mặc dù có cái gen đa hình chemokin này ấy, nhưng mà khi nó bị là không bị nhiễm virus hợp bào hô hấp nặng mà nó chỉ bị nhẹ hoặc là bị mà không có triệu chứng thì có thể đưa đến là cái rối loạn chức năng phổi thoáng qua, hoặc là có thể đưa đến là cái bệnh nhưng mà không kéo dài về sau. Nhưng mà ở những cái trẻ đó, nếu mà không có yếu tố di truyền thì nó sẽ thường đưa đến là những cái bệnh lý mà không có cái hậu quả về sau lâu dài. Thì đây là một trong những cái giả thuyết rất là quan trọng, nói lên cái mối liên quan giữa nhiễm virus hợp bào hô hấp và hen ở trẻ em sau này. Tương tự như vậy, trong một cái bài báo khác thì những cái tác giả này cũng nói lên cái vai trò của là nhiễm virus hô hấp và hen. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với virus hợp bào hô hấp thì nó cần có một cái mà cơ địa dị ứng hoặc là yếu tố dị ứng, bản chất dị ứng ở trên đứa trẻ thì nó mới hình thành được hen. Và sau khi hình thành hen rồi á, thì cái mà liên quan giữa virus hợp bào hô hấp với cái hen mà dị ứng hoặc là hen không dị ứng, người ta vẫn chưa rõ. Trong khi đó thì virus rhino thì nó có thể đưa đến là hen, mặc dù là đưa đến hen nhưng mà nó là phải cần có cái yếu tố dị ứng nó mới thành hen. Và cả hai tác nhân rhinovirus và virus hợp bào hô hấp này đều có thể đưa đến là xuất hiện cơn hen cấp cả hai tác nhân này. Vậy thì làm thế nào virus sau khi nó nhiễm vào đường thở của bệnh nhân và nó đưa đến hình thành hen? Thì người ta nhận thấy như thế này, thì cái virus hô hấp khi nó là xâm nhập vào biểu mô niêm mạc đường thở, các anh chị thấy ở đây là cái biểu mô niêm mạc đường thở, thì khi virus xâm nhập vào biểu mô niêm mạc đường thở thì nó sẽ kích thích tiết ra các cái hóa chất trung gian của cái quá trình viêm, trong đó là quan trọng đó là interleukin số 8 và cái CCL5. Và sau khi nó kích thích tiết ra hai cái chất trung gian này cộng với cái sự xuất hiện hiện có sẵn của là bạch cầu ải toan, cho nên nó sẽ là tạo ra một cái phản ứng làm tiết ra các cái chất trung gian hóa học khác và hình thành hen. Thì đấy là một cái mà cơ chế mà gần đây được là công bố trên cái tạp chí Nature
Và người ta đa phần người ta chấp thuận theo cái hướng này. Vậy thì cụ thể trên thực tế thì sau khi bị viêm tiểu phế quản cấp thì nó hẹn hình thành. Đấy, mặc dù mình đi qua cả cái cơ chế như vậy, nhưng mà trên thực tế cả cái nghiên cứu gộp người ta phân tích cho được kết quả như thế nào. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu gộp của một người tác giả bên Trung Quốc. Thì người ta nghiên cứu trên một số lượng gần 5.000 trẻ, rất là lớn. Thì với cái nghiên cứu này, chúng ta thấy ở đây, tức là đối với cái liên quan giữa nhiễm virus hô hấp hoặc là bị viêm tiểu phế quản ở trẻ trước 2 tuổi, thì nếu mà người ta theo dõi, trong các nghiên cứu theo dõi mà dưới 10 năm, thì cái nguy cơ mà đưa đến hình thành hẹn là khoảng gấp 2,4 lần. Và nếu mình theo dõi tiếp nữa, ấy, đến trên 10 năm, thì cái nguy cơ của những cái trẻ này là lên tới là 2,4 mấy. À. Và nếu tổng cộng hết, chúng ta gộp hết tất cả những cái nghiên cứu đề cập tới mối liên quan giữa là viêm tiểu phế quản và hẹn, thì cái nguy cơ nó lên tới rất là cao, đến là gần 3, gấp 3 lần so với là những cái đối tượng khác. Thì đây là một trong những cái mà phân tích gộp cho chúng ta thấy cái mối liên quan trên thực tế giữa viêm tiểu phế quản ở trẻ dưới 2 tuổi và hẹn sau này. À, và cũng theo cái phân tích này á, thì người ta nhận thấy rằng cái việc mà chúng ta điều trị hoặc là dự phòng sớm viêm tiểu phế quản nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái việc mà làm giảm gánh nặng của hẹn về sau. Một cái nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Lancet năm 2023, thì theo cái nghiên cứu này thì người ta nhận thấy như thế này, thì cái mối liên quan giữa nhiễm virus hợp bào hô hấp trong cái giai đoạn mà nhũ nhí ấy, nó có liên quan tới cái hẹn sau này. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây là cái biểu đồ bên trái này ấy, thì tỷ lệ trẻ mà có hẹn là ở giai đoạn 5 tuổi ấy, thì đối với những cái trường hợp mà có nhiễm virus hợp bào hô hấp trong giai đoạn nhũ nhí ấy, thì cái tỷ lệ mà hẹn lúc 5 tuổi nó cao hơn hẳn, ấy có ý nghĩa thống kê so với những cái trẻ không có nhiễm virus hợp bào hô hấp. Thế thì khi phân tích các cái yếu tố này ấy, thì chúng ta nhận thấy rằng ấy, là đối với những cái trường hợp mà hẹn không có hẹn mà không dị ứng ấy, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà nhiễm virus hợp bào hô hấp trước đó so với là hẹn mà không dị ứng sau này ấy, nó có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà nhiễm virus hợp bào hô hấp trong giai đoạn nhũ nhi mà sau này nó hình thành hẹn mà hẹn dị ứng ấy, thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tức là chỉ khi mà nó bị nhiễm virus trước đó sau này nó thành hẹn mà hẹn không dị ứng ấy, là có ý nghĩa. Nhưng mà hẹn dị ứng ấy, người ta chưa tìm được cái mối liên hệ mật thiết này. Và trong năm đầu đời ấy, thì chúng ta thấy cái nghiên cứu này cho biết rằng là trẻ mà không nhiễm virus hợp bào hô hấp trong năm đầu đời thì giảm cái nguy cơ đáng kể hình thành hẹn, và cái mối liên quan này nó còn phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ nặng của bệnh nữa. Đây là một cái nghiên cứu thứ hai trên một cái số lượng rất là lớn, một cái phân tích rất là lớn của các cái tác giả của Tây Ban Nha. Thì theo cái phân tích này ấy, chúng ta thấy ở đây này, đối với so với cái nhóm mà không bị viêm tiểu phế quản trước đó, ở đây viết tắt là no PB ấy, thì những cái trẻ mà có tiền sử viêm tiểu phế quản đến khám tại cơ sở y tế là viết tắt là PCPB ấy, thì có nguy cơ khò khè hoặc là hẹn về sau gấp 3 lần so với cái nhóm mà không bị viêm tiểu phế quản trước đó. Rồi trẻ có tiền sử nhập viện vì viêm tiểu phế quản mà do virus hợp bào hô hấp nặng thì có nguy cơ khò khè tái diễn là cao gấp 3,25 lần so với nhóm mà không bị viêm tiểu phế quản trước đó. Tức là nếu không bị mà viêm tiểu phế quản mà do virus hợp bào hô hấp nặng thì có nguy cơ nó gấp 3,25 lần sau này nó hình thành hẹn. Và một cái lý thú nữa đó là nguy cơ này ở trẻ mà có tiền sử viêm tiểu phế quản nặng không rõ tác nhân
tức là không phải do virus sợ bao hô hấp. Thì nhóm nguy cơ này, ở cái nhóm này ấy, so với cái nhóm mà viêm tiểu phế quản nặng mà không do virus sợ bao hô hấp á, thì nó sẽ là tăng cái nguy cơ mà bị hen về sau là gấp 3,46 và 3,83 lần. À, các anh chị thấy này. Tức là nếu mà nó bị viêm tiểu phế quản mà do tác nhân mà không rõ, ở đây là không do virus sợ bao hô hấp, hoặc là bị viêm tiểu phế quản do virus sợ bao hô hấp nhưng mà không nặng, thì cái nguy cơ nó cao hơn so với là cái nhóm mà nặng nữa. Đó. Thì cũng theo cái phân tích này thì người ta nhận thấy rằng là cái nguy cơ kho khe mà tái diễn hoặc là hen cao hơn ở cái nhóm trẻ có tiền sử viêm tiểu phế quản nặng sau 6 tháng tuổi. À, hoặc là sau 6 tháng tuổi hoặc là viêm tiểu phế quản đến khám tại các cơ sở y tế từ 1 cho tới 2 tuổi. Và cái nguy cơ này ở nhóm viêm tiểu phế quản mà nặng không rõ tác nhân thì đến cái lúc mà 18 tháng hoặc là 23 tháng tuổi nó gấp 2 lần so với trẻ mà nó bị lúc là từ 0 cho tới 5 tháng tuổi. Thì các thầy cô và các anh chị thấy ở đây, nếu mà bị càng muộn chừng nào, bị càng muộn chừng nào, cái bị viêm tiểu phế quản càng muộn chừng nào thì cái nguy cơ hình thành hen nó càng cao chừng đó ở cả cái nhóm các anh chị thấy ở đây. Và cái tổng kết lại đối với cái nghiên cứu này á, thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ hen dai dẳng cao hơn ở cái nhóm trẻ có tiền sử viêm tiểu phế quản nặng mà không do virus sợ bao hô hấp và viêm tiểu phế quản nặng mà không rõ tác nhân. Thì lần lượt các anh chị thấy ở đây nó cao là 12% và 13% so với cái nhóm viêm tiểu phế quản nặng mà không do so với cái nhóm viêm tiểu phế quản nặng do virus sợ bao hô hấp và viêm tiểu phế quản đến khám tại các cơ sở y tế, là với cái tỷ lệ này là 7,7 và 8,4%. Và cái tỷ lệ này ở nhóm mà không viêm tiểu phế quản là 3,2% mà thôi. Để các anh chị thấy ở đây. Và với cái tổng kết là cái nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu trên là gần 340.000 trẻ, thì cái nhóm tác giả này đưa đến một cái kết luận như thế này. Tức là viêm tiểu phế quản trong 2 năm đầu đời, cho dù nguyên nhân là tác nhân nào đi nữa, cho dù mức độ nặng nào đi nữa, thì nó cũng làm tăng cái nguy cơ kho khe hoặc hen cao gấp 3 lần lúc trẻ được là 2 đến 4 tuổi, và làm tăng cái tỷ lệ mắc hen về sau 6 ở những cái trẻ 6 năm tuổi. Và cái nguy cơ này ở nhóm mà có tiền sử viêm tiểu phế quản nhẹ, nó tương đương với cái nhóm viêm tiểu phế quản do virus sợ bao hô hấp cần phải nhập viện, nhưng mà cao hơn ở nhóm có tiền sử viêm tiểu phế quản không do virus sợ bao hô hấp nhập viện. Cho nên là nếu mình bị viêm tiểu phế quản do virus sợ bao hô hấp thì thật ra nó ít hình thành hen so với cái nhóm mà không do virus sợ bao hô hấp. Và cái tỷ lệ kho khe hoặc là hen này nó cao hơn ở cái nhóm có tiền sử mắc viêm tiểu phế quản sau 6 tháng tuổi. Nếu nó mắc trước 6 tháng tuổi viêm tiểu phế quản thì nguy cơ nó ít hơn so với những cái trẻ mắc là sau 6 tháng tuổi. Vậy thì sau khi chúng ta đi qua những cái mối liên quan giữa viêm tiểu phế quản ở giai đoạn nhũ nhi và hen ở sau này, thì cái điều trị nó có khác gì không? Thì thật ra cái điều trị nó vẫn tuân thủ theo cả cái hướng dẫn hiện hành. Ví dụ như đây là cái đồng thuận của Hội Nhi khoa Việt Nam về liệu pháp khí dung, thì trong đó có đề cập tới là cách giải quyết cơn hen cấp, thì chúng ta thấy nó cũng vẫn tương tự như vậy. Và đối với điều trị duy trì hen dài ngày thì đây là hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hen của Bộ Y tế dành cho trẻ dưới 5 tuổi, thì cái cách hướng dẫn nó cũng giống như vậy. Riêng đối với là trường hợp là hướng dẫn của Gina để điều trị duy trì dành cho trẻ dưới 5 tuổi, thì đối với những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là kho khe không thường xuyên và do nhiễm virus và giữa các cái đợt là không có ít triệu chứng, thì đối với những cái trường hợp này thì chúng ta là chỉ có một cái giải pháp, tức là giải pháp này là không phải giải pháp chọn lựa ban đầu, là cân nhắc sử dụng corticoid hít ngắn ngày ngắt quãng lúc bắt đầu nhiễm virus. Thì chúng ta có thể cho là corticoid hít lúc mà có biểu hiện nhiễm virus
Và cái Gina mới nhất, cái phiên bản mới nhất năm 2024 dành cho cái việc điều trị duy trì ở trẻ từ 6 cho tới 11 tuổi. Thì thật ra cái nội dung thì nó cũng không có thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà cái hình thức á, thì chỉ có một chút thay đổi. Ví dụ như là người ta điều chỉnh là theo cái triệu chứng ban đầu. Ví dụ như là triệu chứng mà ít hơn 2 ngày một tuần á, thì người ta là bắt đầu với liều thấp corticoid bất kỳ khi nào mình dùng sau 3 hít cho bệnh nhân. Nên là khi bệnh nhân có biểu hiện khó khè thì mỗi lần hít sau 3 như vậy mình cho là hít corticoid liều thấp. Tương tự như vậy, nếu mà xuất hiện triệu chứng là khoảng 2 cho tới 5 ngày một tuần thì mình cho là cho hít là corticoid liều thấp hàng ngày cộng với là sau 3 khi cần thiết. Tương tự như vậy là nếu mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhiều thì mình sẽ tăng cái bước điều trị lên cho bệnh nhân. Còn đối với trẻ mà 6 cho tới 11 tuổi cần phải điều trị duy trì thì ở đây cái phiên bản 2024 nó có một cái điểm hơi khác so với là 2023. Đó là đối với cái bước thứ nhất khi điều trị hen, điều trị duy trì thì cái giải pháp mà được ưu tiên chọn đó là bậc 1 á, là liều thấp corticoid bất kỳ khi nào mình dùng sau 3 hít. Và đối với phiên bản 2023 thì còn có một cái đề nghị khác nữa, nhưng mà phiên bản 2024 người ta bỏ rồi, người ta không có đề nghị như vậy nữa. Một cái điểm vô cùng quan trọng đó là vì cái việc điều trị của chúng ta nó không khác giữa là hen mà trước đó là nhiễm virus hay là không nhiễm virus, thì cái vai trò của cái vấn đề phòng bệnh nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy thì làm thế nào mình dự phòng được viêm tiểu phế quản? Thì ngoài những cái biện pháp dự phòng chung, chẳng hạn như là chúng ta là rửa tay hoặc là đeo khẩu trang hoặc là mình tập cái cách ho là ho vào khuỷu tay, hoặc là mỗi lần mình ho hắt hơi xong là mình rửa tay, thì đó là những cái biện pháp điều trị chung. Thì cái biện pháp điều trị miễn dịch nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Thì như chúng ta đã biết là cho tới bây giờ đối với những cái tác nhân mà virus hô hấp á, chỉ có một loại là chúng ta có cái vaccine, đó là vaccine cúm để mà phòng ngừa cho trẻ em. Còn lại chúng ta chưa có những cái loại vaccine khác. Thế thì ngoài cái việc mà vaccine chúng ta chưa có, thì bây giờ chúng ta có thể dự phòng bằng cả cái phương pháp mà miễn dịch khác hay là không? Là xin thưa là chúng ta bắt là có. Có là sao? Tức là cái biện pháp mà dự phòng miễn dịch đầu tiên nó xuất hiện khá sớm, được cấp phép là trên 20 năm ở trên thế giới rồi. Đó là chúng ta dùng palivizumab cho đứa trẻ mà chúng ta trong cái mùa mà đứa trẻ nó bị viêm tiểu phế quản cấp do virus hợp bào hô hấp. Thì đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai nó mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Đó là thay vì chúng ta sử dụng kháng thể đơn dòng tác dụng ngắn, thì chúng ta sử dụng là kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài với cái tên mà khoa học đó là nirsevimab, và được cấp phép ở một số nước trên thế giới năm 2022. Thì cái này nó có tác dụng kéo dài hơn, là vì cứ mũi tiêm như vậy nó có tác dụng bảo vệ cho đứa trẻ đó qua khỏi cái giai đoạn cái mùa mà nhiễm virus hợp bào hô hấp là khoảng 5 tháng, bảo vệ được 5 tháng. Và cái giải pháp thứ ba đó là vì chưa có cái vaccine đối với virus hợp bào hô hấp dành cho trẻ em, cho nên là người ta bắt đầu có cái vaccine tiêm cho bà mẹ để mà tạo được miễn dịch là cho đứa trẻ. Thế thì cái vaccine tiêm cho bà mẹ này được có cái đặt cái tên đó là RSV Pre-F và được cấp phép ở một số nước trên thế giới năm 2023 tiêm cho bà mẹ trong thời gian thai kỳ, và nó sẽ tạo được miễn dịch dành cho đứa trẻ. Vậy thì đối với cái palivizumab thì nếu mà chúng ta xem trên cái bảng này, đấy là cái khuyến cáo của là Viện Hàn lâm Y khoa Hoa Kỳ dành cho là dự phòng miễn dịch đối với là nhiễm virus hợp bào hô hấp, thì người ta chỉ áp dụng đối với những cái đối tượng có nguy cơ cao, ví dụ như là sinh non dưới 29 tuần thai, rồi những cái đứa trẻ là sinh mà dưới 32 tuần có cái bệnh phổi mạn tính, và cần phải thở oxy trong vòng 28 ngày đầu sau sinh, thì người ta
khuyên là dùng palivizumab, hoặc là những cái bệnh nhân mà trẻ mà nhũ nhi bị viêm tiểu phế quản mà có bệnh tim bẩm sinh mà không tím thì người ta khuyên là dùng. Còn lại đa phần những cái trường hợp khác thì người ta khuyên không dùng. Còn đối với trường hợp mà nirsevimab thì hiện tại chỉ có một số nước trên thế giới cấp phép, ở Việt Nam thì chưa cấp phép. Thì người ta thấy là ở Pháp cấp phép, ở Tây Ban Nha cấp phép, ở Hoa Kỳ cấp phép. Thì chúng ta thấy là người ta được chỉ định cho những cái đối tượng như là trẻ dưới 8 tháng tuổi sinh ra trong cái mùa là nhiễm virus hợp bào hô hấp, hoặc là những cái trẻ từ 8 cho tới 19 tháng tuổi dễ có nguy cơ mắc là viêm tiểu phế quản cấp do RSV nặng. Và trong cái mùa mà bị virus hợp bào hô hấp thì người ta có chỉ định. Riêng đối với cái vaccine mà phòng ngừa virus hợp bào hô hấp mà dành cho bà mẹ mang thai ấy, thì hiện tại cũng chỉ mới có một số nước người ta cấp phép sử dụng, ví dụ như là Pháp, Argentina hoặc là Mỹ. Thì đối với Mỹ ấy, thì người ta là chủng cái vaccine này cho bà mẹ mang thai một liều lúc mà tuổi thai là 32 cho tới 36 tuần, và trùng vào cái thời điểm mà cái mùa mà bị nhiễm virus hợp bào hô hấp nặng, thì nó có thể phòng ngừa cái nhiễm virus mà hợp bào hô hấp ở trẻ nhũ nhi là dưới 6 tháng tuổi. Thì đây cũng là một giải pháp. Tuy nhiên những cái mà palivizumab hoặc là nirsevimab hoặc là cái vaccine dành cho là bà mẹ mang thai này hiện tại chưa được cấp phép sử dụng ở Việt Nam. Thì để kết luận cho cái phần trình bày của tôi thì xin được tóm lại những cái điểm chính như thế này. Thứ nhất là viêm tiểu phế quản trong 2 năm đầu đời, cho dù nguyên nhân nào, cho dù tác nhân nào đi nữa, cho dù mức độ nặng nào đi nữa, cũng làm tăng cái nguy cơ bị hen gấp 3 lần lúc trẻ lên khoảng 2 đến 4 tuổi, và làm tăng cái tỷ lệ mắc hen sau 5 tuổi lên rất là nhiều. Và tỷ lệ này nó cao hơn ở cái nhóm trẻ bị viêm tiểu phế quản sau 6 tháng tuổi. Nếu nó bị trước 6 tháng thì tỷ lệ đã cao gấp 3 lần, ít nhất là 3 lần. Nhưng mà nếu nó bị sau 6 tháng tuổi thì nó càng cao hơn nữa. Đó là cái kết luận thứ nhất. Cái thứ hai tức là các cái biện pháp xử trí cơn hen cấp cũng như điều trị duy trì hen mà sau viêm tiểu phế quản nó tương tự giống như các cái hướng dẫn hiện hành. Và các cái biện pháp quan trọng, các biện pháp dự phòng nó đóng vai trò hết sức quan trọng để làm giảm cái tỷ lệ mắc viêm tiểu phế quản và có đó làm giảm cái mà khả năng xuất hiện hen về sau. Thì bao gồm là các cái biện pháp chung mà chúng ta, nhất là khi chúng ta đã trải qua cái đại dịch Covid, chúng ta đã hiểu rõ rất là lớn về các cái vai trò của các cái biện pháp này. Thì cái biện pháp dự phòng miễn dịch thì ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị trong tương lai nếu chúng ta có. Đó là chúng ta có thể sử dụng kháng thể đơn dòng, ví dụ như palivizumab, hoặc là kháng thể đơn dòng mà tác dụng kéo dài như là nirsevimab, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái vaccine dành cho bà mẹ mang thai đối với virus hợp bào hô hấp. Riêng đối với virus cúm thì cái tỷ lệ mà gây ra viêm tiểu phế quản cấp á, nó ít, nhưng mà nó vẫn có trong cái số các cái tác nhân gây viêm tiểu phế quản. Cho nên chúng ta nếu được cứ khuyên tiêm vaccine cúm đối với là trường hợp mà chúng ta muốn phòng ngừa. Thì trên đây là toàn bộ những cái phần mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị đồng nghiệp về cái mối liên quan giữa là viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ nhỏ và hen sau này. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Bùi Bình Bảo Sơn với cái đề tài rất là hấp dẫn và cập nhật. Và như vậy thì chúng ta thấy